Chào mừng mọi người đã đến với Đức Huy Mobile. Trên tay mình đây là chiếc Galaxy S20 FE. Thì hiện tại Galaxy S20 FE đang có mức giá rất là tốt, chỉ tầm khoảng 7 triệu đồng thôi, và có mức giá tầm trung. Và cái câu hỏi mà mọi người thường hay đặt ra là sau 3 năm ra mắt rồi, liệu cái con chip Snapdragon 865 trên chiếc máy này còn chiến được những cái tựa game phổ thông như là Liên Quân Mobile hay không? Và bây giờ mình và mọi người sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé. Nếu như mình tham khảo thì Galaxy S20 FE đang được bán tại Đức Huy Mobile với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ khoảng 7 triệu đồng, cùng mức giá của những chiếc điện thoại tầm trung mà mang lại cho các bạn một trải nghiệm của những chiếc điện thoại cao cấp. Đường link dẫn đến trang web của Đức Huy Mobile thì mình để phía dưới nếu như mọi người có quan tâm nhé. Từ qua một chút về chiếc điện thoại này thì chiếc Galaxy S20 FE này đang chạy phiên bản One UI 5.1 trên nền tảng Android 13. Ok, và đến với tựa game Liên Quân Mobile thì độ phân giải mình đang để là siêu cao, chất lượng hình ảnh cao, chất lượng chi tiết mình cũng để ở mức 3 rồi. FPS thì mình cũng để ở mức cao luôn nhé. Và khi vừa vào game á thì chiếc máy Galaxy S20 FE của mình đang dao động khoảng 31-32 độ C ở cả hai mặt trước và sau, và mức pin hiện tại của máy là khoảng 31%. Ok, chiến game nào. Và sau khoảng 10 phút chơi game thì nhiệt độ máy này có tăng lên khoảng 37-38 độ cả hai mặt trước và sau, cũng mức nhiệt độ có thể gọi là chấp nhận được. Pin của máy thì hiện tại sẽ tụt 5% rồi, còn khoảng 26% thôi. Và sau khoảng 15 phút mình chơi game á, thì nhiệt độ của máy đang ổn định ở mức 38-39 độ C thôi. Và mức FPS từ nãy giờ mình chơi á, thì khoảng là 60-61 FPS trong cả những pha combat luôn. Thì có thể thấy là cái con chip Snapdragon 865 thì hiện tại vẫn còn đang khá là ổn ấy. Ok, và kết thúc trận đấu. Đó là nhiệt độ lần nữa thì mức nhiệt độ của máy hiện tại là 38-39 và có chỗ là 40 độ C. Một mức nhiệt độ mình nghĩ hoàn toàn có thể chấp nhận được với một con máy và một con chip đã hơn 3 năm tuổi như thế này rồi. Theo mình thấy thì Galaxy S20 FE là một chiếc điện thoại khá là hoàn thiện trong tầm giá của nó. Ví dụ như là một hiệu năng ổn, một màn hình đẹp, một camera đẹp và với mức giá chỉ khoảng 7 triệu đồng thôi. Và nếu như các bạn quan tâm á, thì hãy truy cập ngay vào website của Đức Huy Mobile để biết thêm thông tin về giá bán cũng như là các chương trình khuyến mãi. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.